Phương Thí xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới, và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những tin tức đáng chú ý nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Nước sông Bạch Thủy tại Vân Nam, Trung Quốc dâng cao hơn 8 mét chỉ sau một đêm, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Trong hai ngày cuối tháng 6, mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24 mét chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua, ông Yu cư trú tại làng Yongchang, quận Yilang, Vân Nam đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài để kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20 mét và đang tràn về phía nhà ông. Ông Yu kể, tôi đã đánh thức vợ và bốn đứa cháu trai rồi chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó, bùn tràn vào khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Yu không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói, đến cuối đời tôi cũng không thể có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác. Bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Lũ lụt nghiêm trọng tại các địa phương. Hôm qua, tờ Nhật Báo Nhân dân đưa tin rằng mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Giao Tông, bao gồm Yancheon, Yilang, Wexin và các quận khác. Từ 11 giờ đêm hôm qua đến sáng nay, lượng mưa đạt hơn 200mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 12 giờ tới sẽ có mưa lớn hơn tại các quận thuộc thành phố Giao Tông, bao gồm Yaoyang, Lujian, Kyongjia, Sancheon, Liyang, Wexin, Daiguan, Yalin và Yongsan. Mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều hơn. Hôm nay CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm, nước mưa tăng 8,24 mét. Hôm nay, ông Liu cư trú tại thị trấn Nuje ở quận Yilang cho biết đây là trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua. Tầng 1 của hầu hết các tòa nhà trong thị trấn bị ngập nước. Ông Liu cho biết rằng ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo và các thiết bị dụng cụ thường dùng. Ông Yu cư trú tại thị trấn Luwang cho biết rằng nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 1 mét. Ông Yu cho biết nơi bị lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu phố ở đường Luwang. Nước lũ ngập khoảng 2/3 đường, các cửa hàng bị thiệt hại lớn, khoảng 20 chiếc xe ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 10 mét do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Yu cũng cho biết thêm rằng điện và điện thoại đã bị cắt vào ngày hôm qua do trận lụt, và hôm nay dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện. Ông Chen cư trú tại quận Wexin, thành phố Quảng Đông cho biết rằng nước sông ở Wexin chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lụt. Ông Chen cho biết ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và gia súc khác. Ông Chen nói Quảng Đông là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện sống tốt. Giờ đây người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lụt. Chính quyền yêu cầu chúng tôi tự cứu lấy mình, nhưng bằng cách nào tôi không có cách nào. Đây là trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại thành phố Quảng Đông trong năm nay. Vào giữa tháng 6, quận Yajin bị ngập lụt nặng. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người từ thị trấn Pua chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc không thông tin bất kỳ trường hợp tử vong nào. Đường quốc lộ sụt lún, nhà bị cuốn trôi, Trùng Khánh đối diện trận lũ lụt lớn nhất trong 80 năm qua. Gần đây, hơn 20 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ và dự báo trong 8 giờ tới, lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Theo báo cáo, nước lũ trên sông Kỳ Giang đã vượt qua mức giới hạn kiểm soát lũ 4 mét, khiến cho đường cao tốc chạy dọc theo dòng sông đã bị ngập lụt. Một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nước lũ tràn vào các cửa hiệu ven đường làm ngập toàn bộ tầng 1. Hiện tượng ngập úng nghiêm trọng xuất hiện cục bộ trong thành phố.
trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ vào lúc 11 giờ 50 phút sáng. Do ảnh hưởng của mưa lớn và mực nước sông dâng đột ngột ở thượng nguồn, nên trong 8 giờ tới, toàn bộ khu vực Trùng Khánh đoạn thuộc lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lịch sử kể từ năm 1940 đến nay. Dự kiến mực nước cao nhất của trạm Ngũ Xá ở Kỳ Giang, quận Giang Tân sẽ vượt mức giới hạn kiểm soát lũ khoảng 5,7 đến 6,3 m và có khả năng tăng đến 10 đến 11 m. Theo tin từ các kênh truyền thông Trung Quốc đại lục, mực nước sông Kỳ Giang vẫn tiếp tục dâng cao, đợt lũ đỉnh điểm đổ về đến đoạn Trùng Khánh vào khoảng 3 giờ chiều. Chính quyền địa phương thông báo rằng họ đã sơ tán khẩn cấp 40.000 người. Do mưa lớn liên tục, đoạn km 29-800 trên đường cao tốc Trùng Khánh Nam Vạn xuất hiện sụt lún. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, lượng mưa ở quận Nam Xuyên ở phía nam thành phố Trùng Khánh lên tới 129,6mm gây ngập úng. Có không ít cư dân mạng ở Trùng Khánh đã đăng tải những video ngắn về trận lũ lụt do họ tự quay. Từ video có thể thấy rằng nhiều khu vực dọc theo sông Kỳ Giang đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Lũ đã tràn vào tầng 1 của các tòa nhà hai bên đường quốc lộ Tân Giang. Những chiếc ô tô trong bãi đậu xe cũng bị ngập và trôi nổi bập bềnh. Ở một số khu vực khác, đường phố biến thành sông, có nơi lũ lụt đổ xuống như thác nước, thậm chí một số tòa nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Cầu đường sắt cũng bị phá vỡ. Cư dân mạng cho rằng mực nước trên sông Kỳ Giang vẫn đang tăng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin kể từ ngày 21 tháng 6, khu vực phía Đông Nam và phía Tây Trùng Khánh có mưa vừa và mưa to, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa bão xảy ra ở 9 quận huyện gồm Mậu Dương, Tú Sơn, Bành Thủy, Võ Long. Do ảnh hưởng của mưa bão, các con sông vừa và nhỏ như Dậu Thủy ở Tú Sơn, Cam Long ở Dậu Dương, Thạch Lương ở Võ Long, Thông Huệ ở Kỳ Giang và Ngư Tuyển ở Nam Xuyên đã xuất hiện nước lũ vượt mức cảnh báo. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tính đến nay nước lũ trên 198 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị trên cả nước đã vượt quá mức báo động, nhiều hơn so với cùng kỳ mọi năm. Trong đó có 8 con sông đã vượt quá mức nước an toàn và 8 con sông đã vượt quá mức lũ lịch sử được ghi nhận. Kể từ đầu tháng tới nay, Trung Quốc mới bước vào mùa lũ hơn 20 ngày, nhưng đã có tới hơn 171 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị xuất hiện lũ lụt trên mức báo động. Sông Tây Giang, Bắc Giang ở phía Nam và sông Hoàng Hà ở phía Bắc đã lần lượt xuất hiện những trận lũ đầu tiên cho năm nay. Ngoài ra, huyện Duyên Hà, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu do chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn nên trên địa bàn cũng xuất hiện xảy ra nhiều trận sạt lở đất. Trong đó, đường cao tốc đoạn từ Duyên Hải đến Quảng Châu bị gián đoạn do sạt lở núi. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc gây hư hại hơn 130 di tích văn hóa, phá hủy cây cầu 800 năm tuổi. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa thiên tai, khiến một số lượng lớn các cây cầu cổ và các tòa nhà cổ bị hư hại nghiêm trọng. Trong số đó có cây cầu Cầu Vồng ở Thanh Hoa với lịch sử hơn 800 năm. Theo thống kê chính thức, Trung Quốc có hơn 130 di tích văn hóa đã bị hư hại. Sáng hôm qua, các video và hình ảnh về cây cầu Thải Hồng hay còn gọi là cầu Vồng 800 năm tuổi ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vũ Nguyên, Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây bị hư hại do lũ lụt đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet. Sự việc khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Truyền thông đại lục dẫn lời một người công tác tại chính quyền thị trấn Thanh Hoa ở huyện Vũ Nguyên cho biết, hiện tại trụ cầu về cơ bản vẫn được giữ nguyên, còn một phần của mặt cầu đã bị lũ cuốn trôi. Theo thông tin công khai, cầu Vồng Thanh Hoa nằm ở huyện Vũ Nguyên trước thuộc Huy Châu của thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Cây cầu được xây dựng vào thời Nam Tống từ năm 1127 đến năm 1279 và có lịch sử hơn 800 năm. Cây cầu dài 140m, thân cầu 105m, mặt cầu rộng hơn 3m, 4 trụ và 5 lỗ. Mặt trên là kiến trúc gỗ xây theo kiểu hành lang gồm 11 tòa mái đình. Hành lang trong đình có bàn đá và ghế đá. Đây là một cây cầu cổ thiết kế khoa học và hoàn chỉnh nhất được bảo tồn cho đến ngày nay. Nó được ca ngợi là một trong những cây cầu cổ có mái che đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cây cầu này là di tích văn hóa trọng điểm của quốc gia. Trước đó, cầu Trấn Hải, cây cầu đá cổ nhất thời nhà Minh ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, nằm trong trọng điểm di tích quốc gia đã bị lũ cuốn trôi. 3 ngày trước, cầu Lạc Thành, cây cầu cổ thời nhà Minh ở huyện Tinh Đức, Tuyên Thành, tỉnh An Huy,
là di tích văn hóa cấp tỉnh cũng bị hư hại nghiêm trọng sau khi nước lũ cuốn trôi phần lớn mặt cầu. Cầu Lạc Thành không chỉ là cây cầu đá cổ lớn nhất trong huyện mà còn là cây cầu đá cổ lớn thứ hai ở miền Nam tỉnh An Huy. Nó được xây dựng từ thời Gia Tĩnh của nhà Minh và có lịch sử hơn 400 năm. Trang web của Cục Quản lý Di sản Văn hóa của Trung Quốc đã thông báo rằng, theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 16 giờ, hơn 130 di tích văn hóa tại 11 tỉnh phía Nam đã bị thiệt hại do lũ lụt. Một số di tích văn hóa bị hư hại nghiêm trọng. Ngoài cầu Trấn Hải và cầu Lạc Thành đề cập ở trên, các di tích văn hóa cấp tỉnh ở khu tự trị Nga Oa Tứ Xuyên như cầu vượt của người Mông Cổ, cầu Cáp Nhĩ và cầu A Tư Cửu đã bị lũ cuốn trôi. Điện Long Hổ, cung Ngũ Long ở núi Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc, đại diện Chu Gia, Thể Nhân Đường, đại viện Long Sơn Lý Gia Cù Gia, đền Ngô Dương Chi cùng với các kiến trúc cổ khác ở Hồ Nam bị hư hại nghiêm trọng do lũ gây ra. Đập Tam Hiệp khởi công vào năm đó khiến lượng lớn di tích cổ bị ngập và phá hủy. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc năm nay rất nghiêm trọng. Ngoài những trận mưa lớn liên tục, các hồ chứa lớn dồn lực xả lũ, điều này được cho là một trong những thủ phạm khiến lũ lụt càng trầm trọng hơn. Trong đó không thể không kể tới đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, vốn từ khi thi công đã là chủ đề gây tranh cãi về vấn đề lợi nhiều hơn hại hay hại nhiều hơn. Đập Tam Hiệp được xây dựng vào năm đó, một số lượng lớn các di tích cổ đã bị ngập lụt và phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn với NTD TV, tiến sĩ người Hoa Vương Duy Lạc, một chuyên gia về môi trường sinh thái nổi tiếng sống ở Đức, đã đưa ra hàng loạt ví dụ các di tích bị thiệt hại như văn hóa Đại Khê, một nền văn hóa thuộc thời đại đồ đá mới tại khu vực Tam Hiệp, Bạch Hạc Lương. Dãy đá tự nhiên nằm ở con sông bờ nam sông Dương Tử thuộc quận Phù Lăng, thành phố Trùng Khánh, Quỷ Thành Phong Đô, Trại Thạch Bảo, Miếu Trương Phi. Đề từ nổi tiếng trong thời chiến tranh kháng Nhật ở hẻm núi Củ Đường, thành phố cổ Phụng Tiết, Thu Phong Đình, phố cổ Tỷ Quy. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.